15 ngư dân thôi. Để gờ nó thử coi. Sao nó còn bốn sao hả? Có bị đâm bao giờ chưa? Cá chốt. Giống cá chốt mà. Trời ơi, một quần đen thui luôn. À, biểu tượng Mercedes luôn á. Mercedes sẽ tài trợ cho em. Mười lăm ngư dân thôi. Ồ đây. À, đến Phú Quốc thì không thể nào mà không trải nghiệm cái cảm giác làm ngư dân ở đây. À, bây giờ mình sẽ trải nghiệm cái cảm giác đó. À, kéo cá cùng với mọi người nha. Chơi luôn đồ đi rừng núi nhưng mà giờ xuống biển luôn. Nước ở đây thì chưa được trong bởi vì nó gần bờ. Điện thoại bỏ trên bờ. Rồi, à, đầu tiên là đây. Kéo lưới em. Dân hết nguyên khu này hả? Xong rồi mới kéo lên. Hy vọng là có cá chưa này ăn. Trông quá ha. À, xung quanh đây người ta sinh hoạt, người ta tuôn xuống biển luôn. Cho nên là thấy ở trên mặt biển có ván mỡ nha. Trên mặt biển có ván mỡ, dầu mỡ. Biển sạch đẹp, trời trong xanh. Hồi sáng có một chút mưa nhưng mà giờ này quá đẹp rồi. Nó có bị ngứa không? Còn ở đây có con sao biển. Đâu rồi? À, đây, ở đây thấy không? À thấy nè. Ghê quá. Để gờ nó thử coi. À nó cứng hả? Khoan khoan, để lấy chân. Hồi đó giờ không có chơi mấy cái con này. Vậy nó còn sống không? Ghê quá. Anh bắt con sao này cho em coi. Em lấy chân em đá nó đó. Không dám cầm. Trời ơi, chưa cầm thử. Ủa nó chết rồi. Chết đâu mà chết. Rồi sau này nó còn bốn sao. À. Sao nó này chắc có người đạp nó hả? Sao nó còn bốn sao hả? Chờ đây. À đúng rồi, nó còn sống nè. Ở bên trong à, nó đang bò ra nè. Đúng rồi, cho mọi người coi nha. Đó, cái miệng của nó thả ra kìa. Nó có cái gì đỏ. Ủa mấy cái xúc tu à. Chân nè. À, chân của nó nhiều vậy hả? Ra đây tấm lưới. Ôi vãi. Mấy cái chân nó đỏ ghê quá, nhúc nhích vậy. Ủa nhìn này cứ như là mấy cái con gì ngoài hành tinh vậy. Kéo, tập trên kéo. Con trải nghiệm bánh kéo. Chụp hình với nó cái. À đây. Nước tắm ở đây là nước. Tắm ở đây là nước trong nè. Cái này có thể đi ra tốt ngoài xa ha. Đi vào cua. Vào trong hả? Vào trong cua. Đây đi đó. Cứ đánh động cái cá nó bơi. Không thiếu. Cái này cá không bắt lưới mà mình bắt lưới à. Cạn quá à. Rồi chỉ muốn bơi ra ngoài tuốt rồi kìa. Cạn. Nhìn là biết bãi này bãi cạn. Tấm lưới lại. Con sao này to quá nè mọi người ơi. Ra ngoài
Rồi phóng sinh coi sao biển này được rồi. Thả con này nha anh. Cho nó về với thiên nhiên đi. Đây mẹ nó dưới cái cá mắc lưới rồi kìa. Ở đây nó thì rất là ngọt, tí nó luộc lên ăn nữa rất là ngọt, cực kỳ ngọt luôn. Okay. Nó nhỏ vậy thôi nhưng mà nó ngọt lắm. Đúng, đúng nghĩa đen là ốc gai. Gai quá trời. Đây nó dính vô đây. Đây cho em cái con ốc gai, gỡ ốc gai cho khách luôn hả ơi. À, dính ở đây, đây nè, ốc gai nhiều quá. Ở đây nữa. Vỏ có thì có đó. Ngộ á, nước biển này nó mặn hả? Còn cá. Đây, cái đục còn ngon á. Cái đục ngon đó, cá nó mới ngon nè. Mày dính cho mấy con. Cái thùng. Ô, cái thùng, chuyền cái thùng ra. Cái ngoài đó là đá hả? Đá vàng. Đá vàng. Có hay ra đó không? Ở dưới ngoài đó có gì? Có san hô gì không? Ủa, cái mẻ này anh đi xa ghê ha. Bụm bụm đây. Ê, cá. Trời ơi, ông kia ông giữ cái thùng mà ông ở trong đó luôn. Ở đây anh Thạ ông đánh một vòng lưới xong rồi thu gom nhỏ dần vào bên trong mình đập nước cho cá nó hoảng sợ nó chạy vào nó mắc lưới. À vì cá ngát chắc đầm nhất chắc cũng giữ như cá chốt cá chê mình như vậy. Để chút nữa lên sợ thử coi con đó nó ngay sao. Để. Sao giúp đá vào nào? À, đá cái con quỷ này hả trời? Nó lúc luôn quá. Cái con này mà đá lúc ai lúc kén luôn á chứ. Ghê vậy? Đang ngồi nhìn trong camera chứ không thấy đâu. Cái quần đen đen ngoài đó là bầy cá ngát. Coi thử kìa. Một con đen xì lầy luôn. Ừ đúng rồi, nhìn thấy đen nhưng mà không. Nó nhỏ hả? Đúng rồi, nguyên quần đen thui nè. Đen thui luôn anh hai ơi. Đừng lấy, đừng lấy. Ủa cái quần này nhìn ớn vậy. Dính đâu bảo? Nước mưa lớn mà. Dính con cá đục. Ôi cá ngát thiệt. Cục đen xì lầy vậy nè. Ủa sao nhìn nó nhỏ vậy hả? Quá này là nhỏ. Một quần luôn nè, thấy không? Một quần đen nè. Cái chích kia là nhất đó. Thử rồi. Cắm nó xuống nước luôn, không sao. Bỏ thu rồi. Đang
đừng 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 cứ từng bước thu gom lưới nhỏ lại ha. Đây nữa nè. Đó nhìn cái đầu quần đen nè, trời ớn quá. Nó chích là có con là cỡ 3 ngón tay. Ờ. Không có đào tạo. Chưa tới, chưa tới. Dạ. Chưa đo đủ rồi. Có bị đâm bao giờ chưa? Ờ hả? À. Đâm xong là có một con Mercedes luôn. À, biểu tượng Mercedes luôn á. Mercedes sẽ tài trợ cho em. Nó giặt ra đó. Nó giặt ra nó kiếm đường nó ra rồi mà nó không được. Em bao hết rồi đâu ra được đâu. Nhưng mà cái này thì nó quá nhỏ đâu. À, cái lưới anh cứ xoay vòng, anh đi vòng vòng càng ngồi càng nhỏ 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 lại đó, anh cứ theo cái mép lưới nè. Đi, đó, cái mép này mép cũ nè, mép mép mới anh làm nơi nhỏ dần. À, vậy là mình bước vô trong được, cho bên trong này sẽ cái lớp bên trong này sẽ không có cá đó. Trời ơi, vậy ngon lạnh anh ơi. Kéo rồi, nó lại có một luồng là nó đi ra hết đấy nha. Đây. Thôi. Các kỳ này là hết mồi quá. Dĩ nhiên mình chỉ thấy được cái quần đen ở bên dưới thôi. Thấy. Thấy đó, đi nguyên bầy đen nè mọi người. Quay gì đâu, chứ đâu ra được. Đó. Đó, cái vòng bây giờ càng ngồi càng nhỏ ha. Kim cô đấy. Khi mình đi nhanh quá là chị nó hỏng mặt nước á, nó hỏng lên trên đất á, là ra nó chui ra hết rồi. À, lưới trời lồng lộng tuy thương mà khó thoát. Đi sát nó đạp cho chị nè. Đâu rồi, khó không? Xong rồi đó. Nó lại rồi. Nó nhỏ lại rồi kìa. Cá nhà nuôi. Cá to, có mấy cá to hả ơi. Ôi ngon. Từ. Có khi nào nó phi ra mất không? Không đâu, đâu có đâu. Dính ở đây. Rồi bác gỡ đi, tập gỡ đi. Đây, gỡ nè. Đâu đâu. Nó nắm như vậy nè. Tình nè, thấy cái gai nó không? À, con quỷ này đó hả? Đây nè, đó cái gai nó. À nó giống cá chê. Đó rồi. Nó giống cá chê mình quá ha. Gỡ đây. Cá chốt. Giống cá chốt hơn. Trời ơi, một quần đen thui luôn. Một quần đen thui luôn nè mọi người ơi. Quá rồi. Ôi, đừng. Ôi. Đúng rồi. Ôi, có con cá lớn nữa. Trời ơi kìa. Đây đó, để mọi người ơi. Một quần đen luôn. Quá rồi, cái lưới này, cá lưới này cái gì vậy? Rồi. Lâu ơi, lắm nha. Lâu. Với một đàn. Trời ơi cái này mà mình nhảy vô chúng nó đâm chứ đã. Nó ai nè, mình có ai nè. Nghiêu. Dính lưới quá trời luôn kìa. Sam á, vào cái mắt sao. Đúng rồi đó. Cái này mà nhảy vô trong quậy cái. Nè, nó lủi. Lao đến tận đây nè, Nghiêu. Từ từ đừng nhảy vô. Ôi con này. Dính lưới kìa. Hai mắt hết luôn hả? Đó. Ê mày bỏ cái này nữa. Trời ơi cái này tao bỏ rồi. Ai trời quậy ngồi lắm. Mày này chắc mày lên thuê cái thuyền thúng đây. Mẹ này hơi to. Quá đen thui hết. Đây dính này, dâm lưới. Còn cái máy đó chạy không đâu, chạy đâu được. Ghê, nó quần cái ống lưới nhìn thấy ghê quá. Nhìn như rồi đó. Chạy bay chì lên luôn á. Kéo nó lại chạy mất hết bây giờ. Đừng làm đục nước anh ơi, đục nước anh em thấy đường em kéo bỏ lên luôn mà. Mấy cái thịt về nó có đẹp đấy. Ra kìa thấy không, nó ra đó. Rồi ra, đây này. Hình như nó ra đây rồi. Ra rồi. Ra hết rồi. Còn trong lưới mà. Đây đây đây, kìa nó ra kìa. Nó ra đường nào ở đây này, nó có đường chỗ hở nào ra đường nào đây này. Nó chạy hết rồi, đây này, ra hết rồi. Đây này.
cũng còn dính mà đâu có dính cả này bị sao mới dính nhiều quá nó quấn lưới luôn rồi nó dính quá nó quấn lưới luôn rồi lưới cuộn lại luôn rồi kìa nó ra cái đó đúng rồi còn vòng ngoài nữa kìa đây nè chọi sau lưng mình kìa một bầy luôn kìa thôi gỡ cái đống này em bị đâm rồi có cá trời ơi quá trời rồi cái này gọi là cái gì? Đây cải đi. Còn thêm dầu. Anh ơi, lấy cái thùng vô. Thùng dài dài á để chua đó luôn thấy. Nhưng mà một ấy dùng bỏ vô. Nó dụt kìa. Nhanh để nó gấp. Anh đổ nước bỏ. Sướng luôn. Em bị đâm rồi Nó còn bên dọn kia nghe nó tụ bên đây nè nhìn thấy rồi giờ có kinh nghiệm rồi đập đây còn lưới mình á còn lưới á đập đây thôi vậy để mình bước ra ngoài cho chắc ăn tại vì hồi nữa thu cái lưới đây nè bên đây còn bầy nè mình không bắt hết được tại khi mà nó dính cái con nó dính á nó làm hỏng lưới lên nó chạy á mình phải bước ra ngoài để còn nữa trong nó thu nhỏ lại cái nó lủi vô chân lủi vô đùi là chết luôn em bị đâm rồi nè à, rồi cái mẻ này vô ngồi lỡ lỡ xong rồi chúng mình đi nãy cho bên đây còn bầy nè đó đó nè để thu nè không đừng có dở lên bị cá đem lại lưới thịt dò dao đúng rồi thằng ngày xưa là vô tận đó nhưng mà bây giờ mình đánh bắt nhiều quá rồi nó hết vô tận rồi còn nó bị mắc lưới bên dưới rồi nhưng mà cá này mình không dám gỡ dễ đâm quá hồi xưa ở dưới quê thì có cá chốt còn này giống cá chốt nhỏ nhỏ bây giờ sẽ lấy xuồng đi ra ngoài ngoài cái bãi đá đi lặn bắt nhung đúng rồi bây giờ dưới vẫn còn dính lây ra dính nhiều lắm á mẹ cá mặt đi nó sắp hết luôn rồi là sợ tắm lưới luộc rồi đem phơi khô vậy là để làm kiển thả vô mấy hồ thủy sinh cái gì hồ cá kiển vậy này coi mấy cái súng tua nó nè mọi người giống nhất đi con nó ngậm lại rồi ê nó chết không mật cáo rồi chạy rồi ô oh, wow. Con này đẹp. Rồi con này để mình chà bá luôn. Mình lấy con này nằm mới, nằm về mà làm cái đẹp. Con này to, nó đẹp. Còn con này là con sao thiếu nhi. Thả. Đó là cú nhảy đầu tiên và duy nhất trong đời của nó. Nhảy khổ lắm. Chưa chắc mình có khi là thứ bao nhiêu. Đúng rồi. Nó nhiều quá anh. Tại vì em tấm nguồn chì lại á, cái chì á nó phải cà xuống sát nách đúng không? Thì nó bắt hết mẻ được. Mà khi đó bài cá nó nhiều quá, nó có vài con nó vũi vô. Khi mà nó vũi lên á, nó vũi lên số lượng nhiều quá, nó chạy mạnh quá thì hổng chì lên. Cái này sao không có chì được?
có chị, nhưng mà chị này nó con đi em á, hiểu không? Cái bầy cá này nó to quá, nó nhiều quá. Số lượng nó nhiều quá thành ra nó cái sức chị nó không chịu nổi nữa, nó sẽ hôm nay chị được chắc được cân được ký. Nó làm cái bầy đó mà bắt được là bộ thầy anh bắt gì là dữ lắm nè anh. Anh muốn mà bắt cạn luôn. Anh bắt nhiều quá. Vậy là hay lắm nè.